Chào đại gia đình mình, hôm nay mình làm cái video nấu về linh sam hồng, tán phất hồng, siêu bông 86 và năm loại linh sam mà hiện nay nhà vườn đang làm. Thì trước mặt anh chị mình là linh sam hồng, thì hiện nay em cũng đang cắt nhánh để vô bầu quá. Hôm nay là 13 tháng 8 nha bà con mình. Đây, rễ cũng đẹp thì ưu tiên số anh chị em mình ở miền Tây ở gần á, mình mua ha. À, đó là linh sam hồng là loại nhánh đó, bà con mình. Còn mình cũng đang vô bầu nữa nè, nhưng mà nếu mà anh chị em mình mua loại bầu á thì tuổi nó sẽ già hơn, thì nếu mà ra ship đi á, thì mình sẽ lựa những cái cây mà già ở vườn á, mình ship cho bà con mình, đơn hàng cũng đang giao ha. À, đây là cây này, là cây linh sam siêu bông. À, siêu bông đang nhỏ quá, rễ nó già, chứ đi để cây như vậy thì mỗi cây nó khoảng ký lô bà con mình. 10 cây là nó khoảng 70.000 tiền phí rồi, cho nên là bà con mình đi thì nhổ bớt ra rồi bỏ bao quấn nếu đơn hàng lẻ, còn không thì mình sẽ đóng vô những cái thùng đó. Thùng này cũng hết rồi. Đây, cái anh này ở An Giang ảnh mua 86 nè, 12 cây siêu bông, 12 cây rồi tán phất hồng, 12 cây linh sam hồng thì 2 cây. Đó là những đơn hàng giao. Thì linh sam này bà con mình có thể xịt phân được ha, bón phân như một số cây mà mới á, anh chị em mình đừng có bón phân. Còn trường hợp mà cây đã vô bầu rồi á và lâu rồi thì rất là dễ luôn, phân rồi nó rất là dễ chăm sóc ha. Ví dụ như hữu cơ nè, Diamet. Thị trường thì có nhiều loại phân hữu cơ lắm, còn cây của em á thì cái luống nào mà gãy phân là mình không có giao cho bà con mình. Khi mà gãy đi là nhổ đi là khó ha, còn mà luống nào mà chưa gãy phân thì mình mới gửi dao do nhổ ra thôi. Còn bà con mình để nguyên bầu thì nó dễ rồi. Cây của mình thì nhiều ha, linh sam siêu bông số lượng rất là lớn. Còn cái quan trọng nữa là anh chị em mình có nhu cầu mà số lượng nhiều á, mua nhiều mà giá sỉ á, thì đặt vấn đề mua số lượng em thì có giá sỉ khác. Mình báo giá lẻ nha, 86 siêu bông là 17.000 cây, tán phất hồng tán hai màu là 20.000 cây, và linh sam hồng là 40.000 cây là tông bầu. Đó là những cái cây trong loại bầu siêu bông. Thì cái lô đây nó nhiều lắm, số lượng em thì xong cái đang vô bầu. Thì anh chị em mình ở xa có thể mua loại bầu là mua nhiều loại cùng một đơn hàng, 4-5 loại một đơn hàng vẫn được. Đó. Rồi cái quy định của mình nha, mình báo luôn là 50 cây bên mình sẽ bao ship. Anh chị em mình nếu dưới 50 cây thì mình sẽ báo giá phí luôn. Đó, còn nếu mà ngán phí thì thôi. Tại vì bây giờ mà mua đi thì đơn hàng không bao giờ dưới 100.000 bà con mình. Đó. Không bao giờ dưới 100.000 tiền phí. Đó. Còn mày rẻ thì 70. Đó, thì mình cũng báo luôn cho bà con mình, tại cái hàng cây cảnh nó khác. Rồi công mình cũng nhổ ra đây, cái lô này tán phất hồng đây, siêu bông thì khỏi nói rồi, siêu bông là rất là đạt luôn. Tán phất hồng thì cũng rất là đạt, nhưng mà cái tuổi cây của nó khoảng 5-6 tháng ha. Đây, trắng phất hồng trắng hai màu, rồi hồi nãy nghe nó mới nhổ trắng hai màu đây đó. Thì anh chị em mình lưu ý giùm em cái ngày ha. Nó thằng em nó mới nhổ, nó đất nó còn ấy ra nè. Đây, trắng hai màu. Trắng hai màu thường thường cái cây như vậy là bự rồi, tại khi chiếc nó dài lắm, cái loại như vậy ha. Còn trắng phất hồng là hình như nó muốn gấp đôi á. Siêu bông cũng vậy. Đây là linh sam hồng. Linh sam hồng này mình có hơn 10.000 nhánh, 10.000 bầu á. Thì bà con anh chị mình mà có nhu cầu mua á thì liên hệ với em ha, mua linh sam hồng siêu bông gì đó. Còn hình thức mà phân thuốc này kia nó rất là dễ luôn, linh sam
tạo hình cũng dễ nữa. Thì cô chú bà con mình có nhu cầu mua thì liên lạc qua số điện thoại 0987 557 550. Anh chị em mình có thể vô cái danh sách phát coi là kỹ thuật phân thuốc nè. Mình nói về nhiều về kỹ thuật phân thuốc bonsai hay là cây giống. Rồi cây linh sam 86 hay là dụng cụ quay chậu thì trong cái danh sách phát nó có. Ví dụ như lộc rừng Hà Nội như thế nào, rồi sam núi nó như thế nào. Anh chị mình bấm số điện thoại, bấm tìm kiếm vô cái kênh YouTube. Rồi xong cái mình vô cái danh sách phát ha. Đây là sam núi nè, 30.000 cây. Những lộ này là mình nuôi gần 2 năm bà con mình. Hôm qua cũng nhổ số giao cây nè. Trong có bầu nó lâu lớn nhưng mà anh chị em mình về là những lộ này có thể để nguyên cho bà con mình được. Mình mua 10 bầu cũng vẫn ship ha. Sam núi nè. Đây. Thấy không? Cây xanh đen ha. Thông báo cho bà con và anh chị mình được biết. Còn cần thăng thì mình để cái chỗ khác. Đây nè, hàng kim song hinh nè. Có cái cây này cũng đi thì nó không chết, nhưng mà tuổi nó thì nó khoảng 2 tháng thôi. Đây kim song hinh có số lượng ít, mà con anh chị mình vậy là 6 loại ha. Kim song hinh do số lượng ít thì mình ít khi nào giới thiệu. Là trẻ ví dụ 5-10 cây thì có thể mình coi có mình giao hàng cho bà con mình luôn. Hình như mình còn lô ổi ha. Đây những hàng nhánh giống là bà con mình thấy mình vô là nó sẽ rớt lá như này ghê lắm. Bà con mình đừng có ham mua loại nhánh nha. Nó sẽ bị hao, mà nhà vườn em thì số lượng nhiều mình hao hay này kia thì không đáng kể. Còn mà bà con mình mà có số lượng ít mà mua có mấy cây mà về nó hao thì sót lắm. Cho nên là mua loại nhánh cho chắc ăn nha. Ổi thì còn vài cây à. Ổi 20.000 cây luôn. Đây. Anh chị em mình muốn tiết kiệm mà mua 10.000 mua nhánh rồi về rồi mình vô bầu rồi mình trồng á là lâu lắm nè. Để mình nhổ cái cây cho bà con mình coi. Đây. Ha, cái bự cái nhỏ nè. Nó bự là như vậy. Này hai cây. Đó, bà con mình có tái luôn nè. Thì số anh chị em mình mà có mua ổi thì nên mua loại này có 20.000 cây. Ship tới tay anh chị mình luôn. Ship chung á, mình mua lẻ lẻ thứ vài cây mình vẫn bán nha. Rồi. Xin gác máy cho anh chị em mình nha.